Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần. Hôm nay là một trong những ngày khí hậu có thể nó hơi khắc nghiệt. Trưa nay thì đã thấy mùi nóng nóng quá chừng chừng rồi. Nhưng chúng tôi vẫn gửi đến quý vị một cái phóng sự cộng đồng đặc biệt. Và chắc lẽ quý vị cũng đã theo dõi trong những ngày vừa qua. Nhưng bên cạnh chúng tôi thì có ông cựu nghị viên của thành phố Garangaroo, đó là ông Phát Bùi. Xin lời chào anh cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Sài Gòn Entertainment TV. Và xin gửi lời chào đến anh Đoàn Trọng. Vâng, khi tôi nói ra một cái sự việc nóng bỏng ở trong cộng đồng, liệu ông có nghĩ đến cái chuyện gì không thưa ông? Xe cán đụng cái này, chuyện nọ, chuyện kia. Anh có nghĩ ra chuyện gì không? Vâng, những chuyện này thì ở trong cộng đồng của mình gần đây thì chỉ có hai chuyện thôi. Nhưng mà cái chuyện mà gần đây nhất và nóng nhất là cái chuyện ở trên San Jose, trên Oakland thì đó đúng hơn. Vâng, ồ, thế em muốn nói đến ông David Young phải không? Dạ. Đúng, chắc là cái điều đó là mấy vị mà đại diện dân cử thì chắc là họ thông minh, họ bén nhạy. Tại vì họ làm công việc rất nhiều thì họ biết. Thưa anh, thực sự ra hôm qua tôi đi dự cái tiệc của họ kỷ niệm 35 năm của hội giúp đỡ cho những người bị bệnh cùi đó anh. Được. Thì tôi ngồi trong bàn tiệc thì cũng có một số những quan khách ở trên San Jose xuống tham dự tiệc. Và dạ, họ quyên góp cho hội người cùi 60.000 đô la. Ừ. Thì tôi ngồi chung bàn với một số người trên San Jose thì họ cũng có nói đề cập đến cái việc này. Vâng. Thành ra chúng ta biết rằng cái chuyện này thì cộng đồng họ phải quan tâm và họ muốn biết rõ sự việc nó như thế nào. Ừ. Nhưng mà thưa anh, đến bây giờ thì việc trước tiên chúng ta thấy về khoan đặt cái vấn đề chính trị, liên hệ cá nhân, gia đình người ta như thế nào. Nhưng mình nói vấn đề một trong những người đến định cư tại Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng qua một cái chuyến hải hành đặc biệt khó khăn. Họ cũng như tất cả những người, gọi là tất cả những người tị nạn đến đây để mong có một cái đời sống mới khác hẳn những gì họ sống tại quê nhà. Thế có thể nói rằng là gia đình ông David Young là một trong những gia đình tương đối đã có một cái sự thành công đoàn kết với nhau trong những cái quá trình định cư tại Hoa Kỳ, đặc biệt khởi đi từ thành phố San Francisco cho đến Oakland và đặc biệt tại San Jose nữa. Thưa anh có đồng ý với tôi điều đó không? Đồng ý với anh Đoàn Trọng. Và thưa quý vị, thì theo những gì tôi được hiểu biết một cách hết sức là hời hợt, vì tôi không có thân với gia đình của ông, không quen biết. Nhưng mà tôi được biết để qua những sự việc như liên quan đến thân phụ của ông, khởi đầu thân phụ ông khi mà mở đặt chân đến Hoa Kỳ với những người con còn ở cái tuổi trẻ. Thì gia đình của ông đã làm việc hết sức là cực nhọc và kiên nhẫn cần cù để mà xây dựng một cái công ty, một cơ sở thương mại hết sức là đồ sộ anh. Ừ. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải hãnh diện về cái thành quả của gia đình ông thân phụ cũng như là ông David Dương và các anh em trong gia đình của ông. Tôi có điều kiện tôi biết được thân phụ của ông David Dương lúc tôi còn Việt Nam, tại tôi có một người làm ở công ty Kokido. Người đó là làm giám đốc hành chính rồi đó. Ông đã cũng học từ bên Pháp về. Tôi là cũng không dành về sự việc đó khi tôi còn trẻ. Thì công ty này là công ty gì thôi anh? Anh có thể chia sẻ để cho những người không biết được. Công ty Kojivina, Kojigido. Kojido. Kojido, công ty giấy Đồng Nai. Kojido, công ty ghi là giấy, đi là Đồng Nai. D.O. là Đồng Nai. Đó, công ty giấy Đồng Nai. Và ông là một trong những người đem lại rất là nhiều cái gọi là cái kết quả thực tế nhất cho cái công ty Kokido này. Và rất nhiều nhân vật quan trọng ngày trước, họ cấp tá, họ về hưu, họ cũng đi làm việc ở trong cái công ty này. Tôi biết như vậy. Đó là chuyện quá khứ. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề chính. Thì anh có biết rằng là cái ngày 20 tháng 6 nó đã có một sự bố ráp nhà của ông, nhà con trai ông và cái công ty Việt West, California Waste Solution. Ba cái sự việc
Và ngày hôm qua thì tôi có lên trên Auckland. Tôi muốn có một buổi phỏng vấn ông và tôi nói chuyện thì tôi hỏi ông lúc nào thì ông biết được cái gọi là cái bảo lục soát nhỉ? Thì ông nói thành thật. Lúc đầu tôi nghe đấm cửa mở cửa, tôi hơi lo sợ anh. Cái việc lo sợ tôi đi lấy tìm cái cây súng. Ông nói tại cái lúc này ở Auckland nó cũng nguy hiểm lắm, nên tôi phải đi lấy cây súng. Tôi lấy cây súng bắt đầu tôi thấy đấm mạnh lên nữa. Thì tôi lại ra cái cửa, tôi lấy hé cái màn lên, tôi thấy ồ, tôi chết nhất rồi, tôi lật người luôn anh. Ông nói đó là ông lật người. Vì chưa bao giờ tôi nghĩ cái hình ảnh đó. Tôi thấy cảnh sát, rồi họ đứng xoay lưng lại, tôi thấy cái bảng của là cảnh sát liên bang. Tôi nói what the hell, ông nói cảnh sát liên bang tức là FBI đó, hay là công cảnh sát liên bang? Cái là cảnh sát liên bang, cái này là không phải là the state, mà là police, federal police. Federal police. Yeah, như vậy đó. Rồi ông nói là tôi thấy FBI nữa, đồng bên nhà tôi đồng lắm. Thì bắt đầu tôi mới nói I come down, tôi xuống, tôi mở cửa cho. Và bắt đầu một trong những sự kiện nó xảy đến với một doanh nhân mà có thể nói có thế lực ở người ở đây nhất. Thế thưa anh, lại nhìn đến bây giờ thì ông không có chuyện gì hết. Xét xong rồi họ gom ít đồ, rồi họ kêu ký giấy những cái đồ gì họ đem đi vậy thôi, chứ chưa có một cái vấn đề tội phạm hay là có một cái trả lời gì hết, nào không. Thế nhưng anh nghĩ rằng với một người như anh cũng là một trong những người sinh hoạt chính trị ở đây, nghị viên, anh cũng là một trong những người gì không nhiều nhưng cơ khoảng có cơ khoảng trên khác hẳn người bình thường. Thế anh thấy cái sự việc đó nó làm cho anh như thế nào? Việc trước tiên là đây là sự việc nghiêm trọng, là bởi vì cảnh sát thành phố hay là cảnh sát liên bang hay là FBI hay là bất cứ một cái tổ chức nào muốn đột nhập vào nhà của mình để xét thì họ phải có giấy kẹt tòa. Vâng. Nếu không có giấy kẹt tòa thì họ phải có cái khẳng định là đang có những cái việc mà bạo hành, làm đả thương người hay đánh nhau ở trong nhà, vi phạm yeah. Thì họ mới được quyền vào. Còn nếu mà không có cái chuyện đó thì phải có giấy kẹt tòa thì mới được vào. Và dĩ nhiên khi họ có giấy tòa và họ xét thì cái chuyện này chúng ta phải khẩn trương và phải David Dương, ông lo lắng và ông khẩn trương thì cái điều đó nó cũng hợp tình và hợp lý thôi anh. Vâng. Tôi trong trường hợp ông David Dương, tôi cũng sẽ có những cái phản ứng lo lắng như vậy. Vâng. Nhưng mà có một cái điểm quan trọng thưa quý vị, là phải nói cho nó rõ ràng là mặc dù là cơ quan liên bang, điều tra liên bang gồm có 3 cơ quan như anh Đoàn Trọng vừa nói đó, đã vào trong đó và họ phải có giấy tòa, nhưng mà họ chỉ mới là investigate, tức là điều tra thôi. Ông David Dương chưa hề bị buộc tội. Đừng có nói gì đến cái chuyện kết tội là có tội hay không có tội. Ông chưa hề bị buộc tội nữa. Người ta chỉ đang điều tra, lấy những thông tin, rồi sau đó họ quyết định như nào, cơ quan chính quyền họ mới, nó là cái chuyện họ hồ phân giải thôi anh. Như vậy điều đó có nghĩa rằng là khi đơn vị đến lục soát nhà của ông David Dương cũng như con trai của ông và cái công ty của ông, họ được một cái trác tòa cho lục xét. Đúng vậy. Và được quyền mang theo tất cả những cái gì mà họ nghĩ rằng có, đó là một cái đối tượng liên hệ đến cái lục soát và điều tra của họ. Có đúng không? Đúng là như thế. Vâng. Thì bây giờ thì chỉ có khi nào mà như vậy thì khi người mà cái nhà người bị như của ông David Dương thì chỉ biết rằng ký vào cái giấy là hôm nay FBI có lấy 2 cái điện thoại, có lấy 2 computer, có lấy đại khái ví dụ tiền, giấy tờ đại khái vậy thôi. Thì là. Thế đến bây giờ thì cái vai trò của ông có cần đặt cái câu hỏi liền thoại, ô thế tại sao quý vị đến nhà tôi thì họ đã đưa cho cái trác tòa rồi, thế thì bây giờ có cần liên hệ với tòa tại sao là mất công bằng vậy, tôi không có tội gì hết, tự nhiên sao không cho tới người khám xét ảnh hưởng đến đời sống tôi, họ có quyền làm vậy được không? Họ có quyền yêu cầu, nhưng mà nó tùy trường hợp. Theo cái sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, chỉ là một người nghị viên cũng có tiếp xúc về những vấn đề trường hợp tương tự như vậy khi mà liên quan đến những sự việc khác ở trong thành phố của tôi, thì ông có quyền đặt câu hỏi và nó cơ quan chức trách tùy theo cái trường hợp họ nói là họ cho biết thêm một chút thông tin hay là không cho biết, đó là quyền họ. Bởi vì họ có thể họ nói là sự việc đang điều tra, tôi không cho biết cái nội tình bên trong. Nhưng mà thông thường những cái người mà bị liên quan sự việc như vậy thì họ phải lo mướn luật sư của họ để mà họ thận trọng trong những cái lời nói phát biểu. Có một điều mà chúng ta cần phải khẳng định đây là chưa hẳn là qua cái việc FBI đột nhập vào nhà của ông với cái giấy tòa cho phép có nghĩa rằng là ông này có làm cái điều gì vi phạm luật, mà nhiều khi người ta chỉ muốn lấy những cái thông tin để mà
nhiều khi cái tội đó nó liên quan đến những người khác mà FBI cần thu thập tài liệu và họ cần phải bảo vệ những tài liệu đó. Còn cái việc mà ông có phạm tội hay không phạm tội, cái điều đó FBI họ chưa khẳng định anh, và right. investigate điều gì họ cũng chưa nói ra. Nhưng mà tôi hỏi lại, ví dụ như ông A, ông B bị tòa, bị cái lực lượng bao gồm những cái thành phần như là FBI, cảnh sát liên bang, sở thuế đến lục xét, và cái người A hoặc B đó cảm thấy tôi không có dính dáng gì hết, tôi đi làm việc đầy đủ, không có thiếu cái gì. Thế tại sao tòa lại đưa lại thế, thì ông có quyền đặt cái câu hỏi với tòa hay không? Hay là phải đi theo một cái tiến trình như thế nào? Ông phải nhờ luật sư ra tòa để mà than phiền, coi như chính thức file complaint, chứ không thể nào mà tự một mình ra tòa than phiền được. Nhưng mà thông thường thế thì người đó có quyền viết cái thơ để viết cái cho tòa, tôi không cần luật sư, tôi biết cái gì của tôi không có ấy, tôi viết cái để gửi lên ông tòa thì có làm cái điều đó. Nhưng mà mình phải viết làm đúng theo cái thủ tục của tòa. Được. Tức là nếu mà họ biết cách làm thì họ có thể họ tự họ làm được, nhưng mà thông thường thì những cái đó ít có người nào rành rẽ lắm. Được. Cái điểm chính ở đây đó thưa anh là tòa họ phải thấy là có cái lý do chính đáng họ mới cho phép FBI đột nhập vào nhà. Cái đó thì như vậy đó. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần, và toàn bộ thời giờ hôm nay chúng tôi đề cập đến sự kiện ông David Dương, giám đốc, tổng giám đốc công ty California Way Solution, đã có một cái buổi lục xét nhà ông, cơ quan của ông và đồng thời nhà của bà thị trưởng ở trong cái thành phố của ông vào ngày thứ năm 20 tháng 4 2024, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi theo dõi một cái phóng sự mà có thể hơi làm cho chúng ta không mấy hài lòng, vì cái đầu tuần mà nghe những cái chuyện có vẻ nó không thích thú. Nhưng chắc là quý vị cũng biết là ở Mỹ có lúc chúng ta xem đá banh, có lúc chúng ta xem football, có lúc chúng ta xem ca sĩ, nhưng cũng có lúc chúng ta theo dõi những cái chiếc xe rượt bắt nhau, cũng giống như những cái vụ cướp hay là những cái vụ phạm pháp ở tòa án, thì đó là cái chuyện bình thường ở Mỹ. Thế trở lại cái câu chuyện thực tế ở đây, thế thưa anh, ông David Dương có phải là một nhân vật có thế lực chính trị ở đây không? Cái điều đó thì nó tùy quan niệm của mỗi người định nghĩa thế nào là thế lực chính trị. Nhưng mà dưới những cái nhìn của những người mà có những cái liên hệ với dòng chính trị thì họ phải công nhận rằng là không những ông có thế lực mà ông phải nói rằng là ông có thế lực lớn. Thế nào là có thế lực lớn? Bởi vì ông quen biết rất rộng rãi và sâu với các những cái người mà dân biểu từ cấp thành phố cho đến cấp quận hạt và cho cả đến tiểu bang cũng như là liên bang. Ông đã từng hỗ trợ và rất nhiều cho những người ra tranh cử. Chúng ta biết rằng những người hỗ trợ về tài chính cho những vị dân cử là có được cái sự lắng nghe của những người đó. Thì nội cái chuyện có cái sự lắng nghe thôi đã là đã có cái thế lực rồi. Bởi vì mấy ai mà được có thể bốc điện thoại gọi cho ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang, gọi cho những người thượng nghị sĩ của tiểu bang cũng như là liên bang, và nói chuyện với thành phố hoặc là nghị viên của thành phố Oakland hoặc là thành phố San Jose. Thì ông này là cái người có những cái liên hệ rất là chặt chẽ, rất là tốt đối với những vị đó. Thì người ta định nghĩa có thế lực chính trị là nó là như thế. Thế thì bây giờ chúng ta theo dõi tất cả những cái diễn biến nó liên quan đến cái vấn đề của vụ của chúng ta, cái gọi là the so-called cái vụ của ông David Dương được không? Vâng. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cái thế lực của ông ở tại thành phố San Jose, và đặc biệt nhất là tại thành phố San Francisco, cũng giống như tại thành phố Oakland, mà đặc biệt nhất là thành phố Oakland. Tại sao chúng tôi nói thành phố Oakland là tại vì nhà cửa của ông đều ở thành phố Oakland. Cái công ty rác của ông cũng đã khởi đầu đi từ những sự thành công cũng từ thành phố Oakland. Thế thì thưa anh,
thật sự mà nói là cái sự gọi là đắc cử đầu tiên của bà Sang Thao là một trong những người gốc Hờ Mông, 35 tuổi thôi là đạt được cái chức vụ đó rồi. Trước khi đó bà từng là nghị viên của thành phố Auckland. Thế anh nghĩ có cái sự liên hệ và có sự giúp đỡ, hay là tôi nói như thế này, nếu không có ông David Dương thì liệu bà đó có trở thành thị trưởng được không? Tôi không khẳng định được, nhưng mà có một điều chắc chắn là cái sự giúp đỡ của ông David Dương có cái phần đóng góp trong cái chuyện bà thắng cử. Còn không có cái đóng góp giúp đỡ của ông David Dương bà có thắng cử không thì cái đó không ai biết được. Bởi chúng ta nói cái chuyện nó chưa xảy ra, chỉ có cái lý thuyết thôi. Nhưng mà cái sự đóng góp của ông David Dương đối với bà Sang Thao thì nó không phải là nhỏ. Ông đã kêu gọi nhiều người quen của ông để đóng góp cho bà. Và thường là họ cho cái số tiền tối đa, có cái đợt là khoảng 600-700 và có đợt thì 800, tùy theo cái số giới hạn của mọi người trong một bầu cử mỗi năm nó mỗi khác khu vực đó. Dạ. Thế thì cái đó nó có thuộc về liên bang, ví dụ như bây giờ thì con số là cho 3.300 đồng mỗi người, nó còn có phù hợp vào cái thời điểm đó hay không? Dạ không anh, ở liên bang nó khác, ở tiểu bang nó khác, quận hạt nó khác và ở thành phố khác. Giống như ở thành phố Garden Grove họ cho tối đa mỗi người được quyền nhận từ một người nào đó là tối đa là 5.000. Ở thành phố Westminster họ cũng có con số, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà con số cũng tương đối cũng khá cao. Nhưng mà ở thành phố Auckland thì họ chỉ cho có tối đa là 800 vào cái năm 2020 mà thôi. Như vậy là không có nhiều. Thế tại sao anh nghĩ là thành phố dưới này nhiều quá vậy? Nhiều tiền như vậy? Cái đó là nó do cử tri họ quyết định thôi anh. Cử tri họ quyết định cho con số đó vì họ nghĩ rằng họ có thể là họ nghĩ rằng những cái người ra ứng cử họ cần có cái cho họ cái số đó để họ có thể họ vận động tranh cử được. Ồ, không trách gì mấy ông ra ứng cử nhiều là vì vậy đó phải không? Chắc cho tiêu tiền. Không có, không phải là tôi anh. Không thì tất nhiên là mấy ông đồng đó, nếu thật sự họ không có cho khoảng 800-900 thì tôi có thể nói rằng cái con số những người ứng cử nó thấp hơn cái con số bằng những người 5.000 cho 5.000. Anh, tôi chỉ nói tới cái chung tổng quát chung thôi. Vâng. Nếu thành phố cho lên cỡ khoảng 2.000 thì con số ứng cử viên cỡ khoảng 10 người, còn lại giỏi lắm cỡ khoảng độ 8 người. Nhưng mà cử tri ở thành phố Garden Grove hoặc là một số thành phố khác, tôi nghĩ rằng cái quyết định họ nó dựa trên là họ muốn tạo cái phương tiện để cho nhiều người ra ứng cử, họ có được cái sự chọn lựa nó dễ dàng hơn. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn anh. Thế bây giờ chúng ta trở lại chuyện ông David Dương. Thế thì anh nghĩ rằng thực sự ra như vậy dưới tầm nhìn của anh, ông là một người có thế lực chính trị phải không hay sao? Cái điều đó thì tôi nghĩ nó là như vậy. Dạ. Thế thì ông sử dụng cái thế lực chính trị đó có khi nào đã đi vi phạm ngoài cái quyền mà đã cho phép ông là cái người có thế lực chính trị ở đó hay không? Thì thứ nhất là với tư cách là một người cá nhân ủng hộ ứng cử viên này, ủng hộ ứng cử viên kia, ông có quyền kêu gọi thân hữu, những người quen biết, những người đối tác với ông để mà cho người này, cho người kia. Ông có quyền đưa ra cái đề nghị đó. Cái điều đó không có vi phạm luật, thưa anh. Vâng. Thế còn trở lại quê hương của chúng ta miền Nam California, ông David Dương có ảnh hưởng gì dưới này không? Ông cũng đã cho rất nhiều người ở đây, tôi thì chưa bao giờ nhận được một đồng nào của ông và tôi cũng chưa bao giờ tôi xin ông yểm trợ cho quỹ tranh cử của tôi. Nhưng mà tôi được biết qua những cái buổi vận động gây quỹ tranh cử của một số ứng cử viên ở dưới này như là ông Chí Tạ, ông Trời Thái Văn, ông Nguyễn Quốc Lân và ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và ông kể cả ông Nam Quang nữa. Thì ông David Dương và một người nữa cũng là thân hữu của ông ở trên vùng San Jose là ông Ngô Tuấn Kiệt cũng có đến tham dự nhiều lần và họ đều cho những ứng cử viên này nhiều tiền. Tôi không có rảnh, tôi không theo dõi là bao nhiêu, nhưng mà được những cái người tranh cử này đã ca ngợi là họ đã nhận được cái sự giúp đỡ tài chính rất lớn từ hai vị này. Thế thì thông thường theo ông anh nghĩ thế tại sao lại có cái chuyện mà để cho những cái cơ quan này nó xuống, thì anh có nghĩ rằng nó có lửa mới có khói phải không anh? Thì tất nhiên có cái người nào thưa kiện đó nó mới ra được chuyện này, chứ còn nếu không có thưa kiện êm hết thì chắc lẽ đâu có. Vâng, cái sự việc này tôi nhớ nó là khoảng năm 2021 đầu năm hoặc là cuối năm 2020 gì đó, tôi không ấy. Nhưng mà FPPC đã hợp tác với lại một cái ủy ban và họ theo cái lời yêu cầu của một cái ủy ban của thành phố Auckland. Cái commission này họ nghe thấy nhiều cái dư luận xôn xao nói rằng có những cái vi phạm về cái cách và đóng góp tài chính của những cái nhóm liên quan đến California Waste Solution cũng như là ông gia đình ông David Dược. Và vì vậy mà FPPC đã chính thức điều tra hợp tác chung với lại Auckland Commission, thưa anh. Để
Đến bây giờ thì tôi nhớ lại ngày hôm sáng Chủ nhật, tôi có hỏi ông một câu. Tôi hỏi ông là anh có lên trên Auckland Interview. Tôi tối chiều thứ bảy thì tôi có điện thoại cho ông á. Tôi nói là trong quá khứ tôi cũng là từng phỏng vấn anh nhiều, nhưng mà đến cái thời điểm này thì tôi rất muốn để có một cuộc phỏng vấn anh. À, thì chắc anh cũng biết những chuyện gì là đến bên rồi. Thì anh có thể cho tôi một cái cuộc gặp phỏng vấn ông không? Thì ông nói ai chứ anh thì tôi vẫn để cho anh, là tại vì anh đã đến với công việc của tôi rất nhiều, nhiều chỗ này chỗ nọ chỗ kia gặp. Và thậm chí tôi đi Việt Nam cái kỳ mà đi đón đi ông Kim Jong Un, tôi về lại tôi cũng đến, tôi coi cái thứ rác thưa kiện như thế nào, tôi cũng đến, tôi cũng phỏng vấn một cái nhân viên của ông. Tôi thì phải nhìn nhận là cái tổ chức câu công ty rác của ông rất là có những cái không phải hôm nay mình nói, nhưng mà tôi thấy cũng quy mô phải quy mô không? Quy mô mà ấy, không có nhiều cái nó không đúng như tất cả những gì người ta nói, mùi hôi thối cái này kia cái nọ. Tôi đến đó thì cá nhân tôi thì thấy không có cái đó, nó sự thật như vậy. Nhưng mà tôi muốn hỏi ông, tôi nói là ông David Dương đó, hôm nay ông nói vậy thì anh bằng lòng anh lên đi, anh lên được thì anh tự túc đi, sao đi lên được. Anh biết một đêm tôi chạy xe với một người camera nữa, David Minh đi với tôi đó, lái liên tục mà đi. Cái điều mà tôi muốn hỏi ông á là thưa anh như thế này, khi mà cái lệnh tới để khám xét nhà ông như vậy, đến bây giờ đã tới 4 ngày rồi, thế thì không khí bây giờ nó tăng lên hay nó anh như thế như thế nào trong gia đình anh sao, hay là ngoài sao, những người thân của anh đến thì ông tao nói một cách ông rất cũng vui cười, ông nhớ nói chuyện đó. Cái bề ngoài thì coi vậy nhưng mà Cao Western Solution vẫn hoạt động bình thường anh. Ông nói như vậy, tôi vẫn hoạt động bình thường. Nhân viên cũng được thông báo rõ tất cả những cái tình hình gì đã xảy đến với công ty của mình. Ông nói như vậy. Và ông tổng giám đốc công ty rác tái chế cá nhân tôi đó, tổng giám đốc tôi vẫn làm việc như những gì mà giống như tôi đã làm việc lúc trước. Và ông nói là cái mục đích chính là chúng ta cần phải giải quyết cái khủng hoảng này. Và giải quyết khủng hoảng này thì bằng làm cái gì, thì phải kiểm soát chặt chẽ tất cả những cái thiệt hại mà nó có thể đến với mình. Thì vậy tôi thấy ông cũng là chiến lược gia phải không anh hả? Cái điều đó thì tôi không biết anh, nhưng mà có điều rõ ràng là như vậy. Ông David Dương là CEO của West California West Solution, chúng ta gọi tắt là CWS cho nó nhanh. Thì là một captain của lái một con tàu đi trong dòng bão, thuyền trưởng thì cái nhiệm vụ của mình đó là phải giữ cái bình tĩnh để lèo lái cho nó qua cái sóng gió. Thì nếu mà theo như anh nói như vậy thì ông David Dương đã là cái người có giữ được cái bình tĩnh để lèo lái con tàu CWS đi qua sóng gió. Bởi vì sao? Vẫn còn cái hợp đồng 1 tỷ đô la để mà lo dịch vụ rác cho cư dân trong thành phố Auckland. Nếu mà không bình tĩnh làm việc đó thì nó lại đổ bể thêm một cái chuyện khác nữa, lại là một cái việc vấn nạn mà đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tôi có hỏi ông một câu trực tiếp liền. Thì tôi hỏi ông, ông có nghe gì người ta báo cáo, ngay cả báo chí Mỹ báo cáo người Việt chúng ta cũng giống như những lời đồn đại trong ấy, thì ông như thế thì như thế nào? Thì ông nói đúng như vậy anh, tôi phải đi theo dõi hơi nhiều hơn trước. Những cái bài báo nó có tính cách tiêu cực đối với công ty của chúng tôi đem về để đọc, chúng tôi cũng có cái xu hướng là giảm. Ông nói rằng nói ít nghe nhiều. Ông nói với tôi như vậy. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo đến khách hàng và những người thân của tôi, vì tôi nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm của tôi. Cái lúc tốt, lúc vui vẻ cũng đến với họ, và lúc hoạn nạn tôi cũng chia sẻ họ để họ hiểu và họ tin nhiệm với tôi. Ông nói như vậy. Và ông cho biết là ông bảo đảm mọi việc đều như thường lệ. Đó là có thể là cái tự tin của ông vẫn có như thường, chứ không phải là có nghĩa là quá lao đao hay là có sợ sệt gì. Thì tôi thấy chưa lộ ra cái khuôn mặt của ông lúc mà tôi gặp ông qua cái buổi phỏng vấn. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần về vấn đề ông David Dương, vua rác. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Gương Sâm Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm Gươm Sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v.
Ác sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Ác sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1888-688-2999. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Và trở lại cái vấn đề của ông David Dương, giám đốc công ty rác ở tại miền Bắc California. Thưa anh Thanh Bùi, anh cũng là một trong những người cũng có hãng, có công ty làm ăn này kia kia nọ. Qua cái sự kiện như vậy, anh học được cái bài học gì? Mình làm gì thì làm thì nó phải, thứ nhất là minh bạch và nó phải theo đúng cái luật lệ của tiểu bang cũng như là liên bang. Bởi vì nếu không mình cái chữ bất ngờ nó cũng phiền lắm. Nhất là những cái gì mà nó liên quan đến mà có thể lặp đi lặp lại nhiều thì nó cũng nguy hiểm. Nhất là vấn đề mà donation cho các ứng cử viên, thưa quý vị. Nhìn qua thấy rất vẻ không có gì, nhưng mà thực sự ra cái hậu quả nó có thể nó nghiêm trọng. Thế nên như trở lại cái vấn đề này, tôi muốn hỏi anh chia sẻ. Anh hồi nãy anh có trình bày là cái công ty rác của ông David Dương vẫn còn gắn liền với một cái hợp đồng trên trị giá trên 1 tỷ đô la về vấn đề là xử lý rác. Thế qua cái sự kiện này thì anh nghĩ rằng là liệu có những cái gì khó khăn hay là thay đổi về trong cái dự án này không thưa anh? Tôi nghĩ là cho đến giờ phút này thì chưa. Chỉ khi nào mà người ta đưa ra cái bằng chứng là thị trưởng và hội đồng thành phố đã không công bằng và đã vi phạm luật khi giao cái hợp cho cái thưởng cái hợp đồng này cho công ty rác của ông David Dương thì lúc đó cái hợp đồng này mới bị hủy bỏ. Còn những cái vi phạm khác, đó là vi phạm khác thưa anh. Thì những cái vi phạm khác nếu có liên quan đến bà thị trưởng hay là ông David Dương thì là do hai người này họ phải chịu. Chứ còn đối với thành phố và công ty rác, đó là một cái sự việc khác thưa anh. Sở dĩ tôi hỏi anh câu hỏi đó là tại vì cái hợp đồng mà xử lý rác nó lên tới 1 tỷ Mỹ Kim mà nó phải hết hạn vào năm 2035, tuy nhiên là còn tới 11 năm nữa thưa anh. Đúng vậy, thì ngoài trừ trường hợp mà có những người họ đưa ra có bằng chứng và họ thừa kiện là thành phố đã sai trái khi mà đưa cái hợp đồng này cho công ty CWS thì cái hợp đồng đó vẫn sẽ có hiệu lực cho đến năm 2035. Bây giờ thì chúng ta có phần nào hiểu được về cái cách làm ăn của ông như thế này, thế nào thế kia và có những cái gì khó khăn trong những bước đường tới. Nhưng mà đi qua một cái vấn đề gọi là cái cảm tính cá nhân của mỗi người. Tại vì anh cũng là một trong những người cũng còn giám đốc nhiều cái công ty rồi. Anh nghĩ cái sự việc này nó có ảnh hưởng nhiều cái công việc làm ăn của ông David Dương hay không? Ngay cả cái vấn đề ông có bị ám ảnh bởi những cái sự việc, vì theo tôi nghĩ ông không bao giờ nghĩ là ông đến vô nhà và xét nhà ông luôn. Có phải anh theo tôi nghĩ thôi? Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ vấn đề này nó nghiêm trọng ở nhiều mặt lắm. Thứ nhất là ở cái mặt dư luận của cộng đồng. Và thứ hai là nó có thể ảnh hưởng đến nhân viên, cái tinh thần của nhân viên. Nhân viên họ cũng bị dao động bởi vì những sự việc như thế này. Và khi họ bị dao động thì ban giám đốc phải làm sao để mà giải quyết những lời dao động đó, nó cho nó không có ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc của họ. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba nữa đó là khi bị điều tra thì dĩ nhiên là bên ban giám đốc và cụ thể là bên ông David Dương và con trai của ông sẽ phải mất nhiều cái năng lực để mà tìm cách đối phó với sự việc này, thì nó cũng ảnh hưởng đến phần nào thôi anh. Thế tôi hỏi cái này có tính cách cá nhân, nếu mà anh cảm thấy không nên bày tỏ cái quan điểm cá nhân của anh thì anh khỏi phải trả lời, không có cái gì mà phải. Thế tôi muốn hỏi anh như thế này, nếu anh là ông David Dương, anh có biết mình bị lục soát nhà vì cái gì không? Tôi, nếu mà trong trường hợp tôi và trong vai trò ông David Dương đó, thì câu hỏi đầu tiên của tôi là tôi không biết một cách chắc chắn là họ lục soát về vấn đề gì. Và liệu những cái gì mà tôi hiểu biết nó có chỉ là ở trong cái khuôn khổ đó không, hay là còn những cái gì ở đằng sau nữa mà tôi chưa được biết đến. Thì bây giờ trong cái vai trò ông David Dương thì tôi đã đọc những cái báo cáo của cơ quan FPPC. Thành ra những cái mà điều tra của FBI và Sở Thuế thì tôi hoàn toàn mù tịt. Họ có cho mình biết đâu, không ai biết hết. Nhưng mà những cái điều tra của cơ quan FPPC của tiểu bang thì tôi biết rất rõ họ điều tra những gì và họ đã nói chuyện với bao nhiêu người nào.
Tại vì trong cái báo cáo của họ mà có trên trang web của họ đã có hết. Ngày 26 tháng 7 năm 2023 thì đã có những cái thư của cái công ty của cái tổ chức gọi là FPPC, đúng rồi, The Fair Political Prestige Commission, right? Vâng. Và cái tôi muốn hỏi anh như vậy nè, tôi muốn hỏi anh dưới cái mắt nhìn của anh nghĩ rằng lại nhìn ông David là ông David, ông có thể trả lời thế này thế đó thế kia, nhưng mà dưới cái tầm nhìn của anh á thì tôi bởi thế tôi mới nói là anh, nếu anh cảm thấy không trả lời thì là không phải là cá nhân thì anh trả lời. Anh có nghĩ rằng ông David biết người ta đến lục xét vì cái vấn đề gì không? À, tôi hỏi như vậy đó. Tôi nghĩ rằng là ông không biết được FBI và IS đến lục soát vì vấn đề gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông có thể ông đoán được. Và nếu tôi trong trường hợp của ông như tôi đã trình bày là tôi cũng sẽ lo là liệu những cái gì mà tôi biết nó chỉ có vậy thôi, người ta chỉ điều tra như vậy thôi, hay là có liệu có những cái sự việc gì khác mà nó còn nghiêm trọng hơn. Thì đó là cái lo lắng của một cái người, nếu mà tôi người trong cuộc thì sao lắng như thế. Thì qua cái bản báo cáo của FPPC thì ông đã có cái báo cáo đó, vì tôi có thì đương nhiên ông phải có. Cái bức thư này là cái bức thư mà quý vị thấy trang đầu này, đó là ngày 26 tháng 7 năm 2023. Thì nó đã gửi thẳng và nó, đây là cái bức thư mà cho biết là warning, tức là cảnh cáo là chúng tôi đã đang kết thúc cái cuộc điều tra. Và cái bộ phận mà Enforcement Division, tức là bộ phận mà thi hành những cái điều lệ này đó, họ sẽ tiếp tục để mà họ có những cái buổi trao đổi. Thì qua cái trang thứ hai, cái trang kế tiếp, ở đây họ cho biết rằng là ông có bao nhiêu ngày để mà ông có quyền đưa ra appeal chống đối lại cái quyết định của họ. Và nếu có thắc mắc thì liên lạc với họ. Còn nếu không, trong vòng 10 ngày sau cái ngày 20 mấy tháng 7 vừa rồi đó, thì họ sẽ đăng những cái thông báo này lên trên trang mạng của FPPC, thưa anh. Vâng. Thành ra tôi nghĩ rằng ông Đế Vĩ Dương phải biết được chứ. Thế thì thưa anh, tại vì nó có nhiều cái hạng mục, có nhiều cái vấn đề, chứ đâu phải chỉ có riêng cái vấn đề này thôi đâu, là có đâu của FPPC đâu, thành ra ông cũng biết nữa ông. Mà nếu thực sự nếu ông đặt trọng tâm về FPPC thì là có thể đó là cái cánh cân nó nghiêng về cái phía này, phải không? Dạ. Thành ra tôi đó là câu trả lời, thành ra tôi câu hỏi của tôi, nhưng mà không biết ông trả như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề tôi đã trình bày với anh này đó là nếu tôi trong nhập ông đó thì tôi chỉ đoán được thôi, có thể nó liên quan cái này, nhưng mà tôi không biết là nó còn cái điều gì hơn nữa hay không. Nhưng mà cái vấn đề chính là vấn đề cái này nó sự thực nó hiện diễn ra. Thế tại sao trong cái vụ này lại có thanh tra bưu điện đến để làm gì? À, thành ra cái chuyện này bắt đầu nó rắc rối nhiều hơn nữa. Thế là rắc rối nhiều hơn. Thế thì rắc rối nhiều hơn là rắc, vì sao rắc rối nhiều hơn? Mình không biết được. Nhưng mà tại sao có bưu điện đến mà gọi là rắc rối nhiều hơn? Để bưu điện thì giải quyết vấn đề thơ từ thôi. Bưu điện họ nói trong cái trang mạng họ, nó là khi nào nó có những người thanh tra của bưu điện cùng tham gia với lại các cơ quan liên bang khác, là khi trong những trường hợp mà có giả mạo thư từ của bưu điện. Vâng. Thành ra họ là có những cái chuyên viên đến để họ xem xét và lưu giữ những cái bằng chứng đó. Thứ hai là có gửi những cái dùng bưu điện để mà gửi những cái thư từ liên quan đến vấn đề vận động mà trái phép với lại luật lệ của bưu điện. Thứ ba là có liên quan đến cần sa ma túy. Đó là theo cái trang thông tin ở trên trang mạng của họ. General là information. Information trang mạng thôi, chứ không có nghĩa rằng họ đến họ điều tra những chuyện đó. Thì đó là những điều họ thông báo ra, bởi vì chúng ta cũng biết nhiều khi có những người gửi những cái kiện hàng mà có cần sa hay ma túy qua bưu điện để cho khách hàng chẳng hạn. Thì lúc đó có bưu điện họ đến họ tham gia trong các cuộc điều tra, thưa anh. Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta đi qua một cái lĩnh vực khác nữa. Thế thì cái cuộc điều tra này nó có tính cách riêng biệt bởi những cái cá nhân hay là một cái combination, tự nhiên là hợp tác lại, phối hợp lại với nhau, gồm có những cái cơ quan như là IRS, tự nhiên anh cũng biết IRS là cơ quan thuế phải không? Quan FBI, cơ quan điều tra liên bang, và thanh tra bưu điện. Đây nó có lợp với nhau lại để thành một cái task force, hay là đây là một cái điều, hay là một cái điều tra mà chỉ biết điều sai trái của mỗi cái lĩnh vực của họ thôi hay sao? Tôi nghĩ rằng nó có cái sự phối hợp, bởi vì họ đến cùng một ngày. Và trong cái giấy xin tòa thì họ có được cái ủy quyền của cho ba cơ quan này đột nhập vào để mà lấy những cái tang chứng, thưa anh. Vâng. Thì tự nhiên điều đó không có nghĩa rằng là họ không đơn phương đi đến vào cái chỗ này để làm công việc này, mà có một cái sự phối hợp. Dạ, có đúng vậy. Họ đến cùng một ngày, cùng một giờ. Dạ, vâng. Dạ. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua cái buổi nói chuyện phóng sự cộng đồng đầu tuần, qua về những cái sự kiện diễn ra ở tại thành phố Auckland.
Nếu quý vị đi lên phía Bắc thì chắc là khi quý vị thấy đến từ thành phố San Jose, xong đến quý vị đến thành phố San Francisco, quý vị đi qua một cái cầu ha, cái cầu cầu treo với cầu, hai ba cái cầu luôn anh, cái chỗ đó rồi bắt đầu đi đến thành phố Oakland. Thành phố Oakland thì tương đối là một trong những thành phố cũng rất là có thể nói là hơi mệt đấy nha, tại vì cái tình trạng của những người vô gia cư rất nhiều. Oakland chỉ có một cái điểm đặc biệt duy nhất mà thôi, đó là đội bóng basketball. Là đội gì anh? Đội basketball đó. Biết rồi, nhưng mà đội nào tên là Golden State. Golden State. Yeah. Nổi tiếng. Championship mấy năm lên mà. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát ở phần cuối chương trình. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên; dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi vào một ngày đầu tuần qua một cái sự kiện diễn ra ở tại thành phố Oakland, đó là vấn đề của công ty California Waste Solution. Thưa anh Phát Bùi, cái sự kiện này với tất cả những cái giấy tờ đưa ra thì cho chúng ta thấy có một cái vấn đề gì trước khi chúng ta nói đến cái sự đóng góp của ông với cộng đồng và cộng đồng đối với gì với ông lúc này? Vâng, thì thực sự ra chúng tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin để cho chúng ta, tất cả quý vị bên ngoài bớt hoang mang khi mà chúng ta không có những cái thông tin chính xác, giấy trắng mực đen. Thì khi mà tôi biết được sự việc này thì tôi đọc cái tài liệu của FPPC, cái case number, xin anh ban kỹ thuật cho cái hình số 3 lên. Hình số 3 thưa quý vị. Đây, thì quý vị thấy cái case này là 19931. Nó được bắt đầu vào năm 2021. Thì họ điều tra cái này, thì qua đến cái trang thứ tư thưa anh đó, trong đây họ nói rằng họ điều tra và họ có được những cái thông tin, họ phỏng vấn những cái người gọi là tang chứng. Thì một trong những nhân vật đó là ông Chien. Ông đã nói rằng ông làm chứng và ông nói rằng ông David Dương có nhờ ông đóng góp tài chính, kêu gọi ông đóng góp tài chính. Thì khi mà ông Chien nói rằng ông không có tiền thì ông David Dương đã nói rằng anh cứ cho đi, tôi sẽ hoàn trả lại cái số tiền anh đóng. Và khi ông này móc cái cuốn checkbook ra, ký cái check, thì ông David Dương đã lấy trong túi tiền mặt và trả, coi như là hoàn trả lại cho ông này, coi như là thế. Thì cái sự việc này là do cái nhân chứng Chien đã báo cáo khi mà cơ quan FPPC nói chuyện với ông này. Thì cái điều này thưa quý vị, nó cho thấy rằng là còn nhiều cái trường hợp như vậy mà chúng ta chỉ có vài phút cuối thôi, chúng tôi không có đi sâu vào chi tiết. Anh có thể cho thêm trang thứ 5, thứ 6, tôi nói luôn một lượt. Đây là những trường hợp khác mà ông ta nói rằng không những ông ta làm cái việc này mà theo lời yêu cầu của ông David Dương, và ông ta đã kêu gọi những cái người bạn cũng trong gia đình hoặc là thân nhân cũng làm như vậy. Và có những người thì đã được ông David Dương trả trực tiếp, trả tiền mặt lại, hoàn trả lại, hoặc là đưa cho ông để ông Chen này đưa lại cho những người bạn, người thân hữu của ông. Thì nếu mà cái sự việc này đúng như là những cái người nhân chứng này họ khai với FPPC thì đây là một cái sự việc vi phạm. Và thông thường thì FPPC họ chỉ phạt về vấn đề hành chính, tức là phạt tiền thôi. Nhưng mà nếu mà vì cái sự việc này mà cơ quan FBI hoặc là sở thuế họ vào họ điều tra, quý vị biết rằng là khi mà tiền đưa cho người này người kia thì không thể gọi, nếu dù cho là có quà tặng hay reimbursement thì đều phải khai thuế. Không khai thuế thì là không được. Thì có thể đó lý do tôi suy nghĩ thôi, là lý do tại sao có IRS involved. Nhưng mà có thể có những lý do khác mà hiện giờ chúng ta không biết vì họ không nói. Thế thì trong trường hợp, thưa anh, tôi xin ngắt anh chút xíu thôi. Thế trong trường hợp một ông chủ làm việc với một người công nhân có hình như có sự bất đồng gì, hay là có sự không thích thú gì, liệu họ có thể nghĩ ra được cái câu chuyện như vậy không?
Tại vì cái vấn đề ở đây không có bằng chứng gì hết. Ví dụ như ông này cầm tiền ra có cái ấy kia nói là cái, nghĩa là chỉ nghe lời ông này nói thôi. Lại nhiên chúng tôi không nói điều đó là nói bệnh đấy. Đúng rồi, tôi nói cái vấn đề là cũng có thể cái người mà cái luật sư họ cũng nghĩ đến cái điều đó. Đúng vậy. Cũng có thể nói ở tại vì nhìn qua những cái lời buộc tội đó chưa thấy có một cái bằng chứng gì là gọi là reality. Dạ. Thì tự nhiên nói ồ ông cầm nơi đó, tôi ghi cái số tiền này này, tôi cầm đi là tôi nói là làm cái gì đại khái ví dụ như vậy đó, anh thấy không? Nhiều ở đây này, nhiều người ở đây này, nhất là cái thành phố của anh. Tôi nói thật tình như vậy, thành phố của anh rất nhiều người có thể nói là đi phỉnh gạt người ta xây nhà, xây cửa lấy đủ tiền, nhưng mà sao không có đủ bằng chứng. Chứ đừng có nói làm cái này cái nọ cái kia. Mà đến lúc bằng chứng đưa ra lúc đó thì sẽ thấy cái ở đây là cái bằng chứng rõ ràng chứ không phải là nói như vậy. Đúng thành rồi, là khi nói cái công việc đó thì ví dụ như tôi thấy họ là những người họ có tiền, luật sư đầy đủ, tôi không nói là họ có làm hay không có làm. Nhưng mà nói thì ai nói cũng được thôi, đâu có gì đó. Vâng, đó là thì, ý tôi muốn nói như vậy. Đúng anh, thì cái điều anh nói hết sức là hợp lý và nó cũng có thể xảy ra. Thế nhưng mà những cái người này là phải tuyên thệ trước tòa, và dĩ nhiên kể cả những người tuyên thệ trước tòa khi nói cái đó, xác nhận đó thì cũng có thể họ nói không thật tình. Nhưng mà cái trường hợp trong cái FPPC đó thì họ đưa ra một danh sách rất nhiều người đã làm chứng như thế chứ không phải là chỉ một hai người. Và anh quý vị thấy ở trên cái màn hình đó là có nhiều người lắm và tất cả những người này đều làm chứng như thế. Thành ra cái vấn đề nó hơi bắt đầu khá phức tạp. Ngoài ra là họ cũng theo dõi những cái vấn đề tiền chuyển qua lại trong công banh account để họ xác nhận là nó hợp lý. Tôi nói tóm lại là có bằng chứng evidence thì tất nhiên là cái sở thuế với là cái sở mà gọi là cái điều tra này họ có. Mà còn ví dụ mình ghi tên danh sách thì tôi cũng thấy đó, ví dụ như người này 500, những người kia vâng. thì ngoài ra biết, thì tôi cũng không biết được, nhưng mà tôi chỉ đọc trên cái báo cáo của FPPC thôi. Thì cơ quan này họ cho biết rằng là họ cũng có những lý được những cái nhắn tin text message giữa ông David Dương và những một vài nhân vật trong đây để mà nó khẳng định là có cái sự trao đổi giữa ông David Dương và những người này. Tức là cái chuyện ở đây họ cáo buộc là cái gì? Trong cái trường hợp này FPPC họ cáo buộc là ông David Dương đã yêu cầu những người này cho những người kia tiền và ông sẽ hoàn trả lại số tiền đó cho họ. Có thể thì nói cái là, điều đó là illegal thưa anh. Vâng, thì lại nhìn cái vấn đề mà làm vậy là illegal, nhưng tuy nhiên cái này nó có làm hay không? Tại vì mình cũng có thể hỏi được từ ngày tháng 8, 23 tháng 8 năm 2018 đến bây giờ như vậy cũng gần có tới 6 năm trời rồi. Đúng vậy. Mà cái sự việc mà 6 năm trời mà để như vậy thì cũng là một cái vấn đề, nghĩa là chưa có đầy đủ yếu tố buộc tội. Chứ còn nếu thật sự mà black and white rõ ràng không, thì bây họ, giờ thì... Họ bắt đầu cái cuộc điều tra vào năm 2021 rồi anh. Dạ vâng. Và cái cuộc điều tra này nó kéo dài cho đến năm tháng 6 năm 2023 thì FPPC mới đưa ra cái kết luận. Và sau khi FPPC đưa ra kết luận như vậy thì một năm sau là FBI cũng như là IRS họ bắt đầu họ có cái vấn đề mà đột nhập vào gia cư. Mình không biết là nó hai vấn đề nó liên quan với nhau không. Khoan, nói đến vấn đề đột nhập gia cư. Tại vì sao? Cái đột nhập gia cư này không phải là dính liền với cái này. Nếu họ nói theo cái báo cáo này mà chúng tôi đột nhập thì anh nên nói, mình cẩn thận cái đó. Vâng, tôi mới anh nãy khẳng định là tôi không biết nó liên quan với nhau không. Nhưng mà tôi chỉ nói tôi cũng muốn cái nói lại mốc thời gian tính là 23 thì FPPC đã đưa ra cái kết luận này và một năm sau thì F thì có những cái sự việc nó xảy ra như thế. Nhưng thì, mà tôi không có nói là hai cái việc này thì mà tôi cũng phải lại là vì ảnh hưởng của đài cái vấn đề pháp lý là cũng rất là việc, thì nghĩa là có những cái sự kiện này không biết có hay không. Đại khái thì đây là cái conclusion của FPPC và đây họ nói rất rõ cái báo cáo dài 30 trang, cái trang cuối cùng trang 30 họ nói như vậy là họ thấy rằng cái ông Andy Dương là con trai của ông David Dương đã vi phạm những cái luật lệ như là đã được dẫn chứng ở bên trên trong 29 trang trước, thưa quý vị. Thì đây là cái điều mà chúng tôi thu thập được từ cái bản báo cáo 30 trang của FPPC thì tôi tường trình lại thôi. Còn cái phán đoán như thế nào hay là như thế nào thì tùy quý vị. Quý vị có thể lên trên Google để search cho David Dương FPPC 2021 thì quý vị sẽ thấy cái link để coi những cái tài liệu này. Tại vì sở dĩ tôi hôm qua tôi cũng có hỏi ông á, thì ông có nói là không, tôi cá nhân tôi không có cái chuyện đó. Cũng có thể cái chuyện đó là chuyện không biết chuyện đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đến bây giờ thì nó chưa rõ black and white như thế nào, chúng ta tuần tự để xem. Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị tất cả các sự kiện liên quan đến cái vấn đề của ông David Dương. Nhưng mà theo anh nghĩ rằng không ít thì nhiều gì ông cũng có giúp cho cộng đồng.
anh có đồng ý với tôi như vậy không? Ông đã giúp rất nhiều cho cộng đồng chứ không phải là tôi thì không. Tôi không biết nhiều, tôi chỉ nói có giúp cộng đồng. Thế một khi mà người ta như vậy như kia, cộng đồng có cần lên có cái tiếng nói gì hay không? Trong trường hợp này thì cộng đồng chưa thể nói gì được bởi vì nó đang bị điều tra, đang được ép cơ quan chính quyền điều tra, và trước khi chúng ta biết sự việc thì chúng ta không thể nói được. Nếu mà chúng ta có cái bằng chứng là FBI đã không có công bằng và đã làm quá đáng thì lúc đó chúng ta lên tiếng, nhưng hiện giờ chúng ta cũng chưa thấy có một cái sự việc nào như vậy. Liệu cộng đồng có khi nào nghĩ đến một cái thông báo như vậy là ông David Dương là một trong những người đã gắn liền với cộng đồng người Việt qua những cái thời điểm thế này thế nào sơn sớt, và đến hôm nay thì chúng tôi thấy cái sự việc đấy cũng chưa đi đến một cái vấn đề black and white rõ ràng như thế nào ha? Vì trước tiên cộng đồng chúng tôi không có đặt cái vấn đề trái phải về vấn đề này, và chúng tôi vẫn nhìn nhận ông là một trong những người vẫn sinh hoạt trong cộng đồng này. Anh thấy cái điều đó có đúng không, được không? Dạ không thưa anh, là bởi vì khi mà một người đã bị investigate, đã bị điều tra đó, thì chúng ta phải chờ cái kết quả điều tra chúng tôi mới nói được, còn bây giờ nó quá sớm để chúng tôi lên. Vậy là nói tóm lại khi người ta điều tra là người đó là loại ra, không có được sinh hoạt. Không, tôi không nói chuyện loại ông David Dương ra, nhưng mà nếu mà nói rằng là cộng đồng xác nhận cộng đồng, nếu mà cộng đồng xác nhận rằng là ông đó không có làm gì sai và không cái sai thì không ai là ai mà xác nhận được điều đó. Tôi nói vẫn là một trong thành viên cộng đồng sinh hoạt. Dạ đương nhiên chứ anh, ông vẫn là một người thương gia, và vẫn đối với thành phố là ông công ty California West Solution vẫn là người có cái hợp đồng làm vệ sinh cho thành phố. Không, tôi nói chuyện thành phố thôi. Ví dụ như cái cộng đồng bây giờ. Đối với thành phố cũng vậy, thì đối với cộng đồng cũng vậy. Cộng đồng. Cho đến khi nào người ta chưa có bị buộc tội hay là kết tội thì chúng ta không có nên có những phản ứng mà loại trừ hay là phê bình. Nói đơn giản cái như vậy rõ ràng thì để chúng ta chấm dứt cái câu chuyện ngày hôm nay. Ví dụ trước đây tôi nói ví dụ chẳng phải là nói đến về ông David Dương nha, ông A. Ông donate tiền cho tất cả những cái vấn đề thương phê binh này khi nọ xong xuôi. Đến bây giờ ông có lôi thôi chuyện gì nhưng mà chưa biết trắng đen như thế nào. Thế những ngày tới năm nào cũng tổ chức ngày tưởng nhớ thương phê binh, ngày đóng góp. Liệu chúng ta có kêu gọi ông đóng góp, chúng ta có mời ông đến tham dự không, hay là có... Dưới cái nhìn của cá nhân tôi, dù cho là ông có bị tội và bị thôi nhá, tôi nói là nếu, chữ nếu rất lớn, về vấn đề mà đã vi phạm cái luật đóng góp tài chính cho bầu cử mà ông muốn đóng góp tài chính cho thương phế binh, thì tôi nghĩ rằng là các hội thương phế binh vẫn nên hoan nghênh như thường. Chứ không có gì chuyện mà nào nó ra chuyện đó thôi. Không, nghĩa là nói tóm lại mời ông đi thì cái nọ là có đã không thành không, vấn đề không phân thành vấn đề tôi nào. Đối với tôi không thành vấn đề. Vâng, cảm ơn quý vị, đó là một vài cái công việc mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để quý vị có một cái nhận xét về một trong những người ở trong cái cộng đồng người Việt chúng ta mà ông này thì rất là nổi tiếng, nhiều người biết đến, đó là David Dương. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.